Hôm nay, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hai đối tượng gồm Lê Hồng Phương, sinh năm 1977 và Cao Văn Minh, sinh năm 1997, cùng quê tỉnh An Giang, để điều tra về hành vi tàn trữ mua bán trái phép chất ma túy thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trước, trong và sau Tết Nguyên đáng Quý Mão 2023. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an thị xã Bến Cát phát hiện bắt quả tang hai đối tượng Phương và Minh đang cất giấu trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên địa bàn khu phố 2, phường Tân Định, thị xã Bến Cát. Tiến hành khám xét, lực lượng công an đã phát hiện thu giữ hơn 8,26 gram ma túy đá cùng nhiều tăng vật khác. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an thị xã Bến Cát tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.